Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Trên trang tư báo tuổi trẻ có bài viết sẽ ra soát việc sử dụng thiết bị Trung Quốc. Tại cuộc họp báo chính phủ vào ngày 2 tháng 8, các thông tin liên quan đến vụ hai sân bay bị hacker tấn công, vụ thanh tra MobiFone mua AVG đã được báo chí đặt ra. Phóng viên của báo tuổi trẻ đã đặt câu hỏi trong vụ tin tặc tấn công hệ thống thông tin sân bay nội bài và tân sân nhất vừa qua, thông điệp của nhóm tấn công tự xưng là 1937CN mang màu sắc chính trị. Bộ trưởng đánh giá thế nào và có khuyên cáo những gì? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng, thông điệp mang màu sắc chính trị là của hacker lúc đầu xưng là nhóm 1937CN đến từ Trung Quốc, nhưng sau đó thì nhóm hacker này đã bác bỏ. Ta phải tìm thủ phạm với đầy đủ những bằng chứng buộc tội. Để kết luận cuối cùng về nguồn gốc vụ tấn công, cần phải điều tra kỹ về kỹ thuật. Khi các cơ quan chức năng đang tìm kiếm thủ phạm, tôi đề nghị cộng đồng mạng Việt Nam cần phải tuân thủ pháp luật, tránh khiêu khích, có hành động không cần thiết như dùng hacker Việt Nam tấn công các nhóm nước ngoài khác. Nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và an ninh quốc gia. Ta cần phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đến nay thì ta đã đảm bảo an toàn thông tin nhưng cũng cần phải tăng cường năng lực để đối phó. Trả lời câu hỏi của báo Thanh niên, hạ tầng viễn thông của Việt Nam trang bị nhiều thiết bị của Trung Quốc, nhất là từ hãng Huawei, trong khi doanh nghiệp nước này bị nhiều nước tẩy chay. Bộ có chủ trương gì để đảm bảo an toàn thông tin trước thiết bị của Trung Quốc? Ông cũng có chia sẻ, có nước công khai cáo buộc hãng của Trung Quốc cần phải nhấn mạnh rằng sẽ không thể đảm bảo an toàn thông tin nếu phụ thuộc vào một công nghệ, một doanh nghiệp cụ thể, không có thiết bị nào đảm bảo tin tưởng hoàn toàn. Thực trạng hiện nay đúng là có nhà mạng lớn dùng công nghệ Trung Quốc và có khả năng có lỗ hồng. Có nhiều lý do cho việc sử dụng thiết bị Trung Quốc do hoàn cảnh lịch sử, luật đấu thầu có hạn chế, nhất là cách tiếp cận của Trung Quốc rất linh hoạt. Luật của ta thì không phải thể phân biệt đối xử. Tuy nhiên thì cơ quan quản lý sẽ giả soát và có yêu cầu cụ thể đảm bảo an ninh với việc mua sắm những thiết bị quan trọng. Vào chiều ngày 2 tháng 8, công an Hà Tĩnh đã công bố quyết định khởi tố vụ án về việc trôn lấp hơn 100 tấn chất thải nguy hại của Phomosa tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Thịnh Phomosa Hà Tĩnh là một đối tượng điều tra trong vụ án này. Theo cơ quan điều tra, vào ngày 11 tháng 7, tại tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, cơ quan điều tra phối hợp với một số cơ quan chức năng bắt quả tang ông Lê Trung Thành, 28 tuổi, là công nhân của công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, đang điều khiển máy xúc trôn lấp chất thải được vận chuyển từ nhà máy Formosa. Địa điểm trôn lấp là trang trại của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh. Trả lời với các phóng viên của báo Tuổi trẻ về việc sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra có làm rõ trách nhiệm của cá nhân cũng như các cơ quan chức năng trong việc giám sát việc xử lý chất thải của Phomosa và đơn vị vận chuyển chôn lấp chất thải của Phomosa hay không, ông Quang nói là sẽ xem xét những cơ quan nhà nước trong việc quản lý nguồn thải của Phomosa, mức độ xử lý hình sự hay là hành chính như thế nào thì phải xem xét trong quá trình điều tra kết luận việc kiểm tra và phân tích mẫu chất thải của Phomosa trôn lấp trái phép tại Hà Tĩnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết là Phomosa vi phạm trong chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại là không đúng. Trao đổi với phóng viên báo tuổi trẻ về việc phân tích mẫu chất thải của Phomosa thì ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết. Kết quả cho thấy trong chất thải có một số mẫu bùn thải có chứa thông số Siatua, À, là vượt ngưỡng chất thải nguy hại. À, vâng, à, một thông số đó là Xianlu đã vượt ngưỡng chất thải nguy hại và bùn thải thì bị trôn lấp trái phép đã được bốc xúc lưu giữ là chất thải công nghiệp có lẫn cả chất thải nguy hại. Thưa quý vị, hiện nay thì nhà nước chỉ quy định giá trần vaccine nhập khẩu phân phối, còn giá tiêm cơ sở dịch vụ được quyết định. Đây là lý do khiến cho giá vaccine dịch vụ tại nhiều cơ sở được đẩy lên mức gấp đôi so với mức phổ biến trên thị trường. Ngày hôm nay trên trang 10 báo giao thông có bài viết đăng tải về vấn đề này, bài viết với nhan đề tiêm vắc dịch vụ bị đẩy giá gấp đôi. Hiện tượng vắc dịch vụ có giá cao ngất không hiếm. Theo bác sĩ Trần Song Hào đến từ Liên minh vận động phát triển chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học, cùng thời điểm này năm ngoái, vắc xin Bentasim là không có, Vaccine Infarix 5 trong 1 chỉ có ở các điểm dịch vụ nên xuất hiện tình trạng căm hàng để nâng giá hoặc là tuần ra ngoài tiêm. Giá tiêm vaccine Pentaxim ở điểm tiêm 131 Lò Đúc, Hà Nội hồi cuối tháng 3 năm 2015 là 1 triệu 368 000 đồng một mũi. Theo ông Hào thì mức này còn cao hơn cả giá tiêm vaccine tại Mỹ, nơi có chất lượng dịch vụ và an toàn cao hơn Việt Nam. Mang băn khoăn về giá dịch vụ tiêm vaccine trao đổi với bà Đinh Thị Liễu, trưởng phòng tài chính kế toán Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Liễu chia sẻ về vấn đề tranh lệch giá quá lớn giữa cơ sở nhà nước và tư nhân thì bà Liễu cho biết theo điều 88 luật khám chữa bệnh thì giá dịch vụ khám chữa bệnh do cơ sở y tế tư nhân tự quyết định nhưng phải kê khai và niêm yết giá. Giữa cơ sở tiêm chủng tư nhân nhà nước, người dân hoàn toàn có quyền lựa chọn nhiều người dân vẫn sẵn sàng trả chi phí cao hơn để có thể đến với những cơ sở tư nhân tiêm chủng vì có thể có chất lượng phục vụ ở đó tốt. Việc các cơ sở tư nhân hoạt động đúng quy định cũng góp phần giúp cho người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn khi tiêm chủng và đồng thời giảm bớt tình trạng chờ đợi quá lâu. Bom thực phẩm nhiễm trì, nguy cơ sản phẩm nhiễm độc quay lại thị trường. Đó chính là lời cảnh báo được đưa ra của báo Thanh Niên trong số ra sáng ngày hôm nay. Đây cũng chính là lo ngại của rất nhiều người khi mà quy trình giám sát thu hồi và tiêu hủy thực phẩm bẩn nói chung và những chai nước ngọt nhiễm chỉ nói riêng còn nhiều lỗ hồng. Một quy trình cơ bản trong xử lý thực phẩm nước giải khát bị phát hiện vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm thường qua các bước kiểm tra, phát hiện, niêm phong, lấy mẫu xét nghiệm, xác định lỗi, công bố kết quả, thu hồi xử lý. Chẳng hạn sau khi công bố kết quả thanh kiểm tra, ngày 31 tháng 5 với sự chứng kiến của Thanh tra Bộ Y tế và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, hai lô hàng nước C2 và dòng đỏ bị nhiễm trì với số lượng trên 10 tấn được giao cho cơ sở xử lý chất thải của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và môi trường Việt Nam nằm tại khu công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm Hưng Yên tiêu hủy. Thông tin công bố cũng cho thấy là theo quy trình tiêu hủy thì sản phẩm được tách vỏ và nước riêng biệt. Giải trình về quy trình giám sát tiêu hủy thực phẩm mất an toàn, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, tùy từng trường hợp sai phạm mà có sự tham gia của cảnh sát môi trường hay không. Chẳng hạn nếu vụ việc do cơ quan cảnh sát môi trường phát hiện thì chính đơn vị này sẽ tham gia niêm phong, lấy mẫu xét nghiệm công bố và giám sát mang đi tiêu hủy. Thưa quý vị, chọn nghề, chọn trường phù hợp với khả năng sẽ giúp cho mỗi người sẽ phát huy tốt nhất thế mạnh của bản thân. Trên trong 10 báo thanh niên có bài viết Cách chọn ngành thông minh. Khi làm công việc phù hợp với sở thích sẽ có động lực, sự hứng khởi và luôn có cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Có thể nói, lòng say mê yêu thích đối với nghề sẽ là động lực rất quan trọng để mỗi người ra sức rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng và vượt qua mọi khó khăn. Ông Trần Đình Hương là giáo viên tới từ trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh phân tích, mỗi người đều có những khả năng điểm mạnh riêng về trí tuệ, văn hóa, thể chất, quan hệ giao tiếp. Những khả năng này nếu được rèn luyện thỏa đáng sẽ phát triển thành kỹ năng và thế mạnh cần có trong nghề nghiệp. Nếu ai đó được làm những công việc thuộc về thế mạnh của họ, sự thành công là hiển nhiên vì họ làm việc rất hiệu quả, dễ dàng đạt chất lượng cao và luôn cảm thấy tự tin và thỏa mãn trong công việc. Ngược lại, nếu như người nào đó chọn công việc nghề nghiệp mà bản thân mình thiếu khả năng, thế mạnh thì sẽ mất rất nhiều công sức nhưng hiệu quả và chất lượng khó có thể đạt như mong muốn và thậm chí còn có thể thất bại. Cũng theo ông Hương thì các yếu tố của bản thân học sinh bao gồm sở thích, khả năng, cá tính, sức khỏe, giới tính, vị trí của học sinh trong gia đình, ước mơ. Càng hiểu rõ bản thân thì các em càng dễ dàng định hướng được nghề nghiệp và đưa ra những quyết định phù hợp nhất đối với bản thân của mình, xem đó như là kim la bàn để khỏi bị lạc đường khi chọn nghề thưa quý vị bài viết vừa rồi cũng là bài viết cuối cùng trong trung mục điểm báo ngày hôm nay.